diễn viên cao 1m48. 3 năm rồi, vợ tôi không sắm được chiếc áo mới. Diễn viên Lê Khâm sinh năm 1985 tại Kon Tum. Diễn viên hài bỏ cuộc trong chương trình Đấu Trường Tiếu Lâm đã chia sẻ về hoàn cảnh sống chật vật cùng đam mê dành cho nghề. Lăn lộn trong nghề hơn 10 năm, tham gia đủ thể loại từ tấu hài, phim ảnh, game show, nhưng chàng diễn viên cao 1m48 Lê Khâm chỉ thực sự được biết đến khi tham gia chương trình Đấu Trường Tiếu Lâm. Tiểu phẩm diễn cùng Lâm Vĩ Già của anh được đạo diễn Đức Thịnh đánh giá cao và chọn cả hai cho những vòng thi đấu tiếp theo. Tuy nhiên, trên sóng truyền hình, nam thí sinh thẳng thừng từ chối cơ hội đi tiếp vì không đủ kinh phí và thời gian để theo đuổi cuộc thi. Lê Khâm sống trong căn phòng trọ rộng hơn 10m². Anh cho biết tiền cách xe đi diễn chỉ đủ chi dùng cho gia đình gồm một con nhỏ, vợ và mẹ vợ. Anh từng ngậm ngùi chia sẻ với báo VN Express: 3 năm rồi, vợ tôi muốn sắm một cái áo mới mà không thể. Nam diễn viên sinh năm 1985 tại Kon Tum, trong một gia đình buôn bán nhỏ, không ai theo ngành nghệ thuật. Thân hình nhỏ bé của anh gây chú ý với nghệ sĩ hài Bảo Khương. Năm 2004, Lê Khâm theo Bảo Khương đi tấu hài cấp tụ điểm sân khấu ở thành phố Hồ Chí Minh. Từ chỗ mặc cảm với cơ thể nhỏ bé, anh biến sự khiêm tốn về chiều cao thành điểm mạnh khi diễn hài. Nhiều năm theo nghề chỉ với cách xê trung bình 15.000 đồng một suất diễn, Lê Khâm sống lay lắt trong căn phòng trọ chật hẹp. Đến trước khi lấy vợ, anh vẫn không thực hiện nổi ước nguyện mua tặng mẹ áo dài dịp lễ Noel. Anh từng nhớ lại, tối trước Noel, tôi nhẩm tính, hôm đó mình diễn ở 7 tụ điểm, mỗi nơi được khoảng 20.000 đồng, cộng lại còn dư tiền mua áo cho mẹ. Ai ngờ khi kết thúc, tôi không được trả đến thế. Tôi ân hận mãi vì lỗi hẹn với mẹ. Sau lần trả thiếu tiền đó cùng những mâu thuẫn nhỏ, nam diễn viên quyết định rời nhóm hài Duy Khương. Anh thất nghiệp gần 1 năm, phải ăn nhờ ở đậu khắp nhà anh em, bạn bè. Cơ hội làm nghề xuất hiện lần hai khi Lê Khâm gặp nghệ sĩ Trung Dân. Ban đầu anh được Trung Dân giao cho công việc đánh máy kịch bản, dần dần mới được lên sân khấu diễn xuất. Lê Khâm theo đàn anh đi khắp sân khấu tấu hài, quay tiểu phẩm truyền hình, đóng phim. Thù lao đi diễn khấm khá hơn cũng là lúc anh kết hôn và gặp khó khăn về kinh tế khi phát hiện vợ bị lao phổi. Thay không thể sống khỏe chỉ bằng nghề diễn, anh góp toàn bộ tiền mở một cửa hàng sửa chữa điện thoại. Những năm đầu thập niên 2000, Lê Khâm chạy như con thoi từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh để quay phim, tấu hài, rảnh thì lại sửa điện thoại cho khách. Anh chia sẻ, tôi cưới vợ năm 2011 mà mấy năm sau mới dám sinh con vì không có tiền. Thời điểm ngặt nghèo nhất là ngày vợ ho ra máu mà trong nhà không có lấy một đồng đưa cô đi viện. Tôi nhớ hôm đó tôi chỉ bán được duy nhất chiếc thẻ điện thoại mệnh giá 20.000 đồng. Từ khi phim truyền hình nở rộ, Lê Khâm có thêm cơ hội làm việc bên cạnh tấu hài. Tuy nhiên khi con trai ra đời năm 2015 cũng là thời điểm anh gần như không có đất diễn ở các tụ điểm văn hóa vì game show hài phủ sóng truyền hình. Cả gia đình nam diễn viên sống đắp đổi qua ngày nhờ vào thu nhập đóng phim của anh với mức cát xê trung bình là 400.000 đồng một phân đoạn. Vì ngoại hình cũng như ít nổi tiếng, anh chỉ được giao những vai phụ. Anh nói, làm nghề diễn phải thực sự nổi tiếng và tỏa sáng mới mong sống dư dả. Còn không, diễn viên cũng chỉ đủ sống nếu có công việc đều đều và không phải lo thêm cho ai ngoài bản thân. Sống chật vật với nghề diễn hơn 10 năm, từng bị coi thường, hiểu lầm, nhưng anh luôn đam mê và mong muốn được làm nghề tử tế. Ngoại hình đặc biệt khiến nam diễn viên cũng nhiều lúc rơi vào cảnh dở khóc dở cười. Anh thường xuyên bị bảo vệ ở các tụ điểm tấu hài không cho vào bằng lối cửa dành cho nghệ sĩ, vì trong quan niệm của họ, diễn viên toàn là người đẹp. Một lần khác, chạy xe nhanh trên đường để đến điểm diễn cho kịp giờ, anh bị ngã, một bên mắt sưng to và thâm tím. Anh dùng luôn ngoại hình đó để diễn, đưa câu chuyện vì máy chạy xô mà gặp tai nạn của mình để mua vui cho khán giả. Anh nhớ lại, đang diễn thì máu từ hai lỗ mũi chảy xuống ròng ròng.
khán giả tưởng diễn sâu nên cười rần rần, còn tôi ở trên sân khấu thì đau đớn vô cùng. Nhưng nghĩ mình đau mà làm được cho họ cười thì tôi cũng ráng chịu. Trong quan điểm của Lê Khâm, khi cơ hội đóng phim ngày một thu hẹp thì tham gia game show là một cách để nghệ sĩ kiếm tiền. Nhưng nam diễn viên không chọn con đường này dù phải sống thiếu thốn. Anh cho rằng nhiều game show hiện nay như những món ăn sổi, nhạt nhẽo về kịch bản, chỉ dùng diễn viên hài để gây cười mà không có thông điệp gì. Ở một số chương trình khác, nhà sản xuất làm ẩu, không cho thí sinh có thời gian chuẩn bị kịch bản, hỗ trợ đạo cụ một cách chu đáo. Anh nói, tôi không thể tham gia những chương trình mà diễn viên hài lên đó nói vài ba câu gây cười rồi nhận tiền. Với tôi, kịch bản phải trau chuốt, có thông điệp. Tôi không có lợi thế ngoại hình nên phải diễn tử tế, làm nghề nghiêm túc mới mong tồn tại lâu dài. Diễn viên Thúy Diễm, Tuyền Mập và các đạo diễn từng làm việc với Lê Khâm đều đánh giá cao sự nghiêm túc của anh trong công việc. Tuyền Mập cho biết, khi vào việc, Khâm rất tập trung, bao giờ cũng đến trường quay đúng giờ và hỗ trợ diễn xuất nhiệt tình cho đồng nghiệp. Rời công việc, bạn ấy là người vui vẻ, nhiệt tình